Với kế hoạch vực dậy thương hiệu BlackBerry một thời, mới đây công ty BlackBerry đã phát triển một hệ thống mới có tên Radar. Đây là dịch vụ định vị mới cho các hãng xe tải thuận tiện hơn trong việc theo dõi lộ trình của cả đoàn xe. Hiện Titanium là đơn vị đầu tiên sử dụng hệ thống định vị radar mới do BlackBerry cung cấp. Những chiếc thiết bị định vị có giá 400 đô la Mỹ này sẽ thu thập và truyền tải dữ liệu về hành trình, nhiệt độ và những vấn đề ngoại cảnh của đội xe tải gồm 1.300 chiếc của Titanium. Việc cài đặt hệ thống dò tìm định vị radar này cho phép Titanium khai thác tối đa năng suất đoàn xe của họ. Họ có thể dễ dàng sắp xếp vị trí các chuyến xe, từ đó cắt giảm số lượng xe tải xuống 5%, đồng thời giảm giá thành lao động của hãng. Radar là một phần trong chiến lược phục hồi thương hiệu đình đám một thời của Canada BlackBerry. Chiến lược này sẽ đưa công ty đi theo một hướng khác, không tập trung vào mảng thị trường điện tử mà quay lại chiến lược ban đầu của BlackBerry là bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp. Trước kia, nếu muốn tìm nơi đậu xe, các tài xế thường phải đi một vòng để tìm vị trí hay chờ tín hiệu còi báo từ tài xế khác là có chỗ trống. Giờ đây, hệ thống radar của BlackBerry sẽ giúp khách hàng của họ định vị những chiếc xe tải trên toàn quốc và tài xế có thể nhanh chóng định vị vị trí xe trống cho mình một cách nhanh chóng. Một xe tải sẽ phải trả phí từ 10 đến 20 đô la Mỹ mỗi tháng nếu họ kết nối với hệ thống radar. Theo tính toán của các chuyên gia, radar có thể giúp BlackBerry tăng gấp đôi doanh thu của BlackBerry vào năm 2020. Bên cạnh radar, trong nỗ lực phục hồi thì BlackBerry cũng lên kế hoạch giới thiệu nhiều phần mềm khác cho các doanh nghiệp, chẳng hạn như mở rộng công nghệ tự động lái và phần mềm an ninh mạng cùng các dịch vụ khác nhằm chống lại những đe dọa từ